Chị Lê Nguyên đã gặp những gì, cảm thấy thú vị là sao thì em mời chị chia sẻ với cả tất cả các anh chị em ở trong chương trình ạ. Em xin lỗi, chị chờ em chút em mở mic lên cho chị. Em quên mất. Chị Lê giơ tay lại. À được, được 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 rồi ạ. Dạ rồi đúng ạ. À, chị Lê đã bắt được Vâng, em mời chị. rồi ạ. À, ok, lên mình chào tất cả các anh chị em có mặt trong phòng Zoom trưa hôm nay ạ. Những người đã chức hy sinh cái cuộc trưa của mình để đến với thế giới lọc nước ạ. Và Lê cũng rất là may mắn được anh Sơn gọi lên để chia sẻ. Người ta thường nói là có câu tục ngữ nói là căng da bùng thì trùng giác mắt ạ. Thì buổi trưa mà bình thường là người ta đã ngủ trưa, nhưng mà những người mà ở lại đây là những người đã vượt lên chính mình ạ. Và nhất là họ là muốn kinh doanh ở đó, hai nữa là họ là muốn được dùng sản phẩm tốt của thế giới lọc nước ạ. Lê xin tự giới thiệu về mình một xí ạ. Là họ và tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lê. Lê sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh và hiện nay thì Lê đang sinh sống ở Quảng Trị và nghề nghiệp của Lê là giáo viên ạ. Và Lê được trải nghiệm, Lê đã trải qua được 45 mùa xuân này các anh chị nhé. Lê thì rất là happy khi được đồng hành với Dropy. Và nói chung và thế giới lọc nước nói riêng, Lê đồng hành với Dropy là sản phẩm của thế giới lọc nước, là sản phẩm phiếu của Lê Nguyễn ạ. Mà Lê Nguyễn cũng nhờ thế giới lọc nước mà Lê Nguyễn lên được sao đấy các anh chị ạ. Và vì Lê Nguyễn khi nói là mình muốn cho một cái gì đó thì mình phải có kiến thức về vấn đề đó, thì Lê Nguyễn là vào một ngày đẹp trời thì Lê Nguyễn được anh Sơn đẹp trai là review về máy lọc nước nóng lạnh, thì Lê Nguyễn thấy rất là ok, nhưng mà Lê Nguyễn vẫn chưa mua máy lọc nước ngay ạ. Mà Lê Nguyễn thấy là anh Sơn mua cái lọ pH để thử nước để mình kiểm tra nước trong miệng nước mình có axit hay là có tính kiềm, thì Lê Nguyễn là đặt ngay một lọ pH ở để về thử. Thì nhà Lê Nguyễn cũng đã dùng, nhà Linh Nguyễn đã mua máy lọc nước 18 triệu ở điện máy đấy các anh chị. Nhưng mà khi Lê Nguyễn về mua máy lọc nước, mua pH về Lê Nguyễn thử thì thấy axit rất là, độ axit rất là cao. Chồng lên nói là những vì sao mà mình mua cái này mà không còn nóng lạnh mà đã mua 18 triệu mà còn axit rất là nhiều. Thì hôm anh ấy cho người lên nói đi em ơi, nhưng cái đa cái mà hôm thấy anh Sơn review cái nóng lạnh đó thấy anh thấy là có tính kiềm rất là cao, và lên đó là niềm vui lên vượt qua vì ông chồng của Lê đã tin tưởng vào thế giới lọc nước và Lê đặt ngay và luôn các anh chị. Và bên thế giới lọc nước là có một đội ngũ kỹ thuật rất là đẹp trai và là chu đáo, là các anh chị là về lắp cho Lê Nguyễn xong và Lê Nguyễn dùng rất là ok. Máy nóng lạnh của nhà Lê Nguyễn thấy là khi mà lắp xong rồi Lê thấy dùng là rất là tiện ích vô cùng các anh chị. Vào trời lạnh thì mình ngủ dậy sớm thì mình đã có một ly nước ấm để uống, mình có thể là pha với mật ong vị nghệ uống sáng nữa phát ra này, chồng Lê có thể lấy phát ra này, pha cà phê này, con Lê thì lấy pha mì này, pha ngũ cốc. Mình không phải là xả nước, ngày xưa thì mình phải xả nước này và nấu này, đây nấu đây bình siêu cấp ạ. Nhưng mà con Lê mình nói mẹ ơi, tại sao mà cái máy nóng lạnh tiền ít như thế này mà mẹ bây giờ mẹ mới mua, mẹ mua như thế này như ngày trước á. Con mẹ thường hỏi là con ơi con đã pha sữa pha ngũ cốc để uống thêm đi, mà con nói là mẹ ơi con no rồi, nhưng thực ra là không, con nói mẹ ơi bây giờ con mới bật mí cho mẹ đó là con lười vì con sợ một lần mà xả nước vào con cũng cắm vào con cũng sợ điện giật nữa, nên là con nói là con no rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì là con của Lê Nguyễn là từ khi mà Lê Nguyễn dùng cái máy lọc nước này rồi á, thì Lê Nguyễn là nói là con còn Lê Nguyễn đã tăng cân là các anh chị, vì con Lê Nguyễn là lại thường là lấy nước đó pha mì tôm, pha sữa, pha ngũ cốc để ăn dặm, và có thể là pha lên là còn trong Lê Thường Phương pha ra nữa, đôi khi là mỗi lần ăn đang còn ăn trên xong rồi trong này em mới phát ra là mình cũng phải lại đó mình lấy nước nóng và pha được ngay luôn các anh chị. Và đặc biệt nữa vào mùa hè vào đi trời nắng nóng như thế này mình đi làm về thì là mình được có một ly nước lạnh sâu để uống các anh chị, sâu đến 3 đến 5 độ C các anh chị nhé. Mà mình có thể pha trà đào này, pha nước chanh này để uống thật là sảng khoái, thật Lê thấy là rất là ok ạ.
Vì Linh nghĩ con người của chúng ta là 70% là nước, mình có thể là nhìn đói được 1-2 ngày chứ mình không thể nhìn khát được 1-2 ngày các anh chị. Và trong cuộc sống của chúng ta rồi thì được voi thì mình lại đòi tiền các anh chị. Lúc đầu thì mình chỉ cần có nước lọc được thôi, những ngày xưa thì mình thường uống được ruộng được giếng nữa thôi chứ không phải là lọc nữa. Thì khi sau mình có được nước lọc uống thì được nước lọc ra, đến bây giờ thì là con người mình lại phát triển hơn thì mình lại muốn uống nước tốt. Nước tốt là nước như thế nào? Linh nghĩ là nước tốt đó là có nước có tính kiềm, có tính hydrogen, có khoáng chất làm cho người con người ta trẻ hóa hơn này và chống lại được bệnh tật nữa. Và chồng Lê cũng thường là đi tiếp khách và hay uống bia rượu nhiều. Nhưng từ khi mà nhà Lê có cái máy nóng lạnh này rồi, chồng Lê đau bao tử hơn. Và chồng này là nước này cũng từ khi mà uống nước này anh thấy cái bụng của anh êm hơn, không bị đau như những ngày trước nữa. Và nhà Lê Nguyễn hiện tại nhà Lê Nguyễn đã dùng cái nóng lạnh này được hơn 1 năm nay chị. Đây là cái máy nóng lạnh của nhà Lê Nguyễn ở sau này đấy, sau lưng Lê Nguyễn đấy. Cái máy này là Lê dùng lại được hơn 1 năm rồi. Mà cả anh chị còn muốn Lê Nguyễn lấy cái nước ở từ trong cái máy lọc nước của nhà Lê Nguyễn đó đã dùng 1 năm rồi ra tính kiêm có con nữa không? Các anh chị còn muốn Lê Nguyễn thử không ạ? Nếu các anh chị mà muốn Lê Nguyễn thử thì các anh chị lên số 3 đấy ạ. Nhắn lên công trả số 3 thì Lê Nguyễn sẽ lấy nước từ viên động lành của nhà Lê Nguyễn thử cho các anh chị ạ. Wow, rất là nhiều anh chị muốn ạ. Các anh chị hãy chờ lên 30 giây nhé. Lê Nguyễn sẽ sang lấy nước ở viên động lành của nhà Lê Nguyễn đã dùng hơn 1 năm nhé, để xem có tính kiêm hay không nhé. Đây là nước của và tiếp tục ạ, thì luôn tiến ạ, thì lên nhiệt lấy cái nước lọc ở phía máy nóng lạnh ở máy nước nên lên nhiệt là mua từ mua của điện máy ạ. Lên nhiệt thử xem từ hai cái nước này là nó như thế nào nhé, phải so sánh nhé, và hai nó hai ly là bằng nhau ạ. Có thể lên nhiệt để đây và xịt xuống một xí. Và bây giờ đây là lên nhiệt lấy nước này là nước của thế giới nó nước cả máy nóng lạnh, và đây là đi được của bên nước điện máy ạ, máy nóng lạnh. Và bây giờ lên thử đối với hạt nhé các anh chị nhé, cho lên cho 1, 2, 3, 4, 5 rồi tiếp tục lên cho bên chỗ lên mường ở điện máy xanh. Vậy anh chị đã thấy sự khác biệt chưa? Cho lên một chị lên đây là sự cái nước này là nhà Linh Nguyễn đã dùng mua được 1 năm rồi các anh chị, chưa thay loại lọc chưa hay làm gì hết. Và bên này thì máy lọc nước bên này thì lên mua ở điện máy các anh chị nhé. Mà giá thì giá mua cái máy này là 18 triệu các anh chị, mà không còn nóng lạnh nữa, mà đến bây giờ nước như thế này đấy các anh chị. Và đây là nước của thế giới lọc nước của chúng ta, lên dùng được 1 năm rồi. Và các anh chị nhé, bây giờ lên mới lại đây là bảng màu ạ, bảng màu của các anh chị có thể rõ không ạ? Bảng màu đây là từ 4 đến 6, đây là cái đoạn này là nước axit, cái bảng màu này là cái màu vàng này là axit, mà cái từ cái màu xanh này trở tới đây là nước có tính kiềm ạ. Vậy mình sẽ so sánh như thế nào ạ? Là nước của mình đây là đang nước của mình đã dùng lấy dùng được một hơn gần 1 năm rồi, mà nước của mình đây là lấy thử được là gần 9 năm, rất là uống rất là tốt cho sức khỏe đấy các anh chị. Còn kiềm và phía bên này là axit rất nhiều, axit là đây đồ khoảng 5 đấy các anh chị. Đó. Đây là cái bảng màu của lên nhìn, có thể lên nhìn lên cho các anh chị thấy rất là rõ, các anh chị thấy rõ không ạ? Máy của nhà Lê Nguyễn đây là máy RO đấy. Máy giá trị này là giá trị máy này là mua 13.500.000 các anh chị ạ. À. Đây là này. Và các anh chị đây là lấy thử nước. Và tiếp theo là lấy có thể pha trà các anh chị nhé. Để đây lấy nóng bình nóng lạnh lấy một ly trà để xem nó được nóng ấy. Đây là nóng. Nóng là vẫn nha, Linh Nguyễn nó pha được trà đấy các anh chị, nó ra rất là đậm ạ. Đây là lấy bỏ trà tống nặng, nó ra rất là đậm, đây là chỉ là nước nóng lành, đây là lên Linh Nguyễn để pha được trà đấy các anh chị. Và khi mà mình và nước nóng lành thì nó lành rất là sâu các anh chị, mình rõ ra là nó ngửa hết cả cái thanh này giống như mà mình có đá, nước đá đó, nước rất là lành rất là sâu lên mà rõ, và uống nó rất là mát các anh chị nhé, rất là mát các anh chị ạ.
Linh thì cái mà sẽ hai cái linh là một phần một chút là anh chị nhắc thêm một chút này, vì khi lên để thử rồi á thì đây là nước thường axit rất là nhiều, nếu như mình đổ hai cái này với nhau thì nó sẽ được trung hòa các anh chị nhé. Vì giống trong con người thì cơ thể chúng ta thường ăn là thường có axit rất là nhiều, nhưng mà khi mình uống được một ly nước tốt này vào thì sẽ nó trung hòa được trong cơ thể của chúng ta. Đó, vì thế nên nó là trung hòa. Chúng mình trong lấy thường đi uống bữa rượu về nhiều, mình uống thêm một ly nước tốt này thì trong cơ thể còn là được trung hòa, để được trung hòa đấy cái này các anh chị ạ. Thế anh qua rồi anh chị thấy là máy lọc nước nó như thế nào các anh chị? Máy lọc nước RO là như thế nào ạ? Rất là tốt các anh chị nhé. Qua đây lên một nhắn nhủ với ai? Ai chứ dùng sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước là chết nước một đời đó các anh chị ạ. Vì nhà Linh Nguyễn lại dùng sản rất là nhiều sản phẩm của Thế Giới Lọc Nước. Cái thứ nhất là nhà Linh dùng nọc lành này, đây là dùng đầu lọc này, dùng sen voi này. Và tới đây thì nhà Lê đang còn muốn là sử dụng được mực máy tí nữa để sẽ cho tổ chức sức khỏe của mình nữa. Vì Lê Nguyễn thì cũng đang muốn nói chuyện rất là nhiều nhưng mà thời gian không cho phép, cho Lê Nguyễn này sẽ nhường mic lại cho anh Sơn đẹp trai à, nhé. Chúc anh chị chúng ta hãy có mọi người chúng ta là đã lắng nghe Lê Nguyễn chia sẻ, và chúc mọi người chúng ta có một buổi trưa là vui vẻ và tiện hữu ích khi chúng ta được ngồi với Thế Giới Lọc Nước ạ. Xin chào mọi người nhé, chúc mọi người mọi điều tốt lành nhé. Xin nhường mic lại cho anh Sơn ạ. Vâng, em cảm ơn chị Lê Nguyễn rất nhiều, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, một cái bài review sản phẩm phải nói là vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Em mời các anh chị, những ai thấy hay, những ai thấy thú vị, hấp dẫn thì có thể tung bông tung hoa để cảm ơn chị Lê Nguyễn được không ạ?